Kính chào quý khán giả, chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình. Trong chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 11 sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp tích cực ứng dụng tự động hóa trong sản xuất. Nỗ lực giữ gìn an ninh trật tự vì bình yên của thành phố. Tiết mục khỏe cùng DNRTV tuần này mời quý khán giả cùng tìm hiểu về sự cần thiết phải tiêm vaccine phòng bệnh trước và trong khi mang thai. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng của năm 2023, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận phiên họp cơ bản thống nhất với các ý kiến của các thành viên chính phủ, Thủ tướng cho biết trong tháng 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội. Ban hành các văn bản và chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ chuẩn bị tốt nhất các nội dung, nhiệm vụ phục vụ Hội nghị Trung ương 8 kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, tổ chức hội nghị, diễn đàn, cuộc họp quan trọng, triển khai thiết thực hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, ký kết nhiều điều ước, thỏa thuận quốc tế. Để thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của vùng nhà nước, đồng thời có các giải pháp đột phá tạo thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư của toàn xã hội, trong đó đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen. Mặt khác, các cơ quan cần quyết liệt xử lý vướng mắc, tích cực hỗ trợ đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư, sẵn sàng thích ứng với thuế tối thiểu toàn cầu. Thông tin từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Kinh tế vĩ mô cả nước tháng 10 năm 2023 và 10 tháng năm nay cơ bản ổn định, xu hướng phục hồi ngày càng rõ nét trên cả 3 động lực về đầu tư, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nền kinh tế dần lấy lại đà tăng trưởng, quý sau tăng nhanh hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước. Cụ thể, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 năm 2023 tăng 3,59% so với cùng kỳ. Bình quân 10 tháng năm nay tăng 3,2%. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 86,3% dự toán. Kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu tháng 10 năm 2023 tăng lần lượt 5,6%, 5,9% và 5,2% so với cùng kỳ. Đối với thị trường trong nước dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu trong nước. Cuối năm còn là cơ hội để thu hút du lịch trong nước và quốc tế mùa cao điểm, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu 13 triệu khách quốc tế năm 2023. Thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31 tháng 10 ước đạt trên 401.800 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch, đạt 56,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là thông tin vừa được Bộ Tài chính công bố mới đây. Trong số đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là hơn 72.400 tỷ đồng, đạt 58,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn những tháng cuối năm, Bộ Tài chính kiến nghị về các vướng mắc liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân tộc rà soát các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến phân bổ giải ngân vốn của các chương trình để giải quyết trong thẩm quyền hoặc khẩn trương trình cấp có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên liệu đá, cát phục vụ dự án, khó khăn liên quan đến giải ngân phóng mặt bằng. Liên quan đến tăng trưởng tín dụng, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước là đầu mối tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31, phối hợp với các bộ ngành để khảo sát khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chính phủ trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, dù lãi suất thế giới vẫn neo cao, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành. Các tổ chức tín dụng cũng giảm lãi suất cho vay. Thống kê cho thấy, đối với các khoản cho vay mới đã giảm 2,2% so với cuối năm ngoái. Với sự triển khai quyết liệt và nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng, đến nay dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 6,78% so với cuối năm 2022. Tuy mức tăng trên còn chậm, nhưng đáng chú ý là từ tháng 5 năm 2023, tín dụng đang có dấu hiệu tăng nhanh hơn. Trong đó, tín dụng đối với doanh nghiệp đạt gần 6,5 triệu tỷ đồng, chiếm trên 50% dư nợ toàn nền kinh tế.
Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ luôn sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp người dân, đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng khả năng hấp thụ vốn của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế của đất nước. Thưa quý khán giả, ứng dụng tự động hóa trong sản xuất là việc tăng tối đa sự tham gia của máy móc tự động, giảm thiểu nhân lực trong quy trình sản xuất. Giải pháp hiện đại trên được xác định sẽ trở thành một trong những thành phần tối quan trọng trong các nhà máy sản xuất công nghiệp tương lai. Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động bắt nhịp xu thế này thông qua những giải pháp và chiến lược đầu tư kinh doanh bài bản, ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe động cơ khác, cũng như các thiết bị về kim loại và linh kiện điện tử, công ty hữu hạn cơ khí động lực toàn cầu, khu công nghiệp Hố Nai huyện Trảng Bom luôn xác định tự động hóa trong sản xuất là yếu tố quyết định thành công. Vì vậy, những năm qua, công ty không ngừng đầu tư dây chuyền thiết bị tự động hóa và những máy móc thiết hiện đại lên đến hàng triệu đô. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành. Do đó, công nhân ở các vị trí dây chuyền sản xuất đã làm chủ được công nghệ, tiết kiệm nhân lực, thời gian, hạn chế tối đa tỷ lệ lỗi, tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất, giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường. Nếu như vài năm trước một công nhân chỉ vận hành một máy, thì nay đơn vị này đã ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là đào tạo nâng cao tay nghề, nên mỗi công nhân có thể điều khiển từ 3 đến 4 máy như thế này. Công ty cũng trang bị và đầu tư rất là nhiều những cái máy móc hiện đại, như sau tôi đây là những cái máy rất là hiện đại. Đó, thì những cái máy này thì nó sẽ được trang bị các cái công nghệ mới. Để từ đó thì chúng ta có thể kết hợp được nhiều những cái thiết bị vào để giảm tải đi cho cái người lao động, cũng như là cái việc tăng được cái năng suất lên và đặc biệt là cái chất lượng của cái sản phẩm nó cũng tốt lên. Cùng với việc đầu tư công nghệ trang thiết bị hiện đại, doanh nghiệp còn thuê các chuyên gia nước ngoài về đào tạo, qua đó nâng cao kiến thức vận hành máy, làm chủ công nghệ cho người lao động. Tương tự, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vedan Việt Nam, vài năm nay công ty đã đầu tư những cánh tay robot như thế này để áp dụng vào công đoạn bóc dỡ thành phẩm, vừa giảm tải sức lao động của công nhân, vừa sắp xếp hàng hóa gọn gàng ngăn nắp. Trong công ty Vedan thì chúng ta nói riêng sự đóng gói đó, thì hiện tại có áp dụng hệ thống như vậy. Còn với nhân sự khác thì có thể có những cái công nghệ khác như công nghệ vi sinh, rồi vân vân và vân vân. Thì mỗi xưởng có mỗi đặc thù khác nhau. Và khi áp dụng như vậy thì chúng tôi sẽ giảm được nhân lực, giảm chi phí sản xuất, từ đó nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm vào thị trường. Ghi nhận tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai cho thấy, các doanh nghiệp đã và đang tích cực chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa trong sản xuất kinh doanh. Việc này đã giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng doanh thu và khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia xuất khẩu vào nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung ở các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nga, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. với giá trị xuất khẩu hàng hóa mỗi năm đều tăng cao. Một câu chuyện đời sống đáng suy ngẫm. Thưa quý vị, buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường là một hành vi vi phạm pháp luật theo Nghị định 39 năm 2007. Việc chấn chỉnh tình hình này là điều cần thiết và tất nhiên là rất cần ý thức của những người trong cuộc. Tuy nhiên, có nhiều mảnh đời hiện nay dù biết là vậy nhưng cũng không thể từ bỏ gánh hàng rong bởi cuộc sống của họ còn quá nhiều khó khăn. Câu chuyện về hoàn cảnh của vợ chồng chị Lâm Thị Thương và anh Lê Sĩ Thư là một ví dụ. Vợ tật nguyền, chồng cũng mang bệnh, hai vợ chồng dắt hai con nhỏ từ Thanh Hóa vào Biên Hòa lập nghiệp và gánh hàng rong hàng ngày đang là chỗ dựa duy nhất để anh chị bám víu, nuôi nấng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho hai đứa con còn chưa đến tuổi cấp sách đến trường của mình. Thực sự hai vợ chồng là em thì là tàn tật từ bé mà chồng em thì là thương em, rồi hai vợ chồng đùm bọc nhau rồi vô đây sống. Vô đây sống thì thực sự đi thì cũng không có 1.000 trong tay. Đi vô đây thì cũng may là có vợ chồng cô chú đây giúp đỡ rồi á. Hoàn cảnh khổ sở thì giờ chẳng mong cái gì. Thực sự là em bán ở đây thì cũng chỉ có vài quả dứa rồi vài trái cam với lại mấy củ khoai lang khoai mì. Bán thì đồng vốn thì bán cả ngày được vài 300 á. Mà đó là trước đây với cái thời điểm mà chưa dịch á, thì còn được ngày dư được vài trăm nghìn lấy tiền nuôi con. Còn thực sự mà từ cái năm 2020 trở về đây á, thì là vợ chồng em buôn bán là chỉ có âm và vốn thôi chứ không có lời, không có tiền để mà cho con đi học.
thực sự là cứ làm đến đâu thì là ăn đến đấy, thì ngày ba bữa thôi chứ còn không có dư. Đó là em tâm sự thật luôn đấy. Thì mong muốn lớn nhất của em là em cũng mong muốn đến các mạnh thường quân rồi những nhà hảo tâm ấy. Ai mà cảm thấy thương cảnh vợ chồng nhà em ấy, thì là giúp đỡ cho vợ chồng em của ít lòng nhiều, là em cũng mong sao có được một tí vốn để mà lo cho con cái sau này ăn học. Chứ thực sự em thì em cũng không có đi làm được cái gì cả. Em cũng rất mong muốn có được một công ăn việc làm để làm, nhưng mà thực sự cũng chẳng có ai mà thuê mướn một người như em cả. Chỉ mong sao mà có được đồng vốn để mà kiếm được cái mặt bằng, một cái công việc nhẹ nhàng ở đó để vợ chồng em làm, bảo nhau làm ăn rồi mà nuôi nấng con cái, rồi cho con cái nó đi học, cho nó được bằng bạn bằng bè đấy. Không cổ suý cho hành động bán hàng rong vi phạm trật tự đô thị, nhưng thật sự có nhiều người bán hàng rong quán cốc ven đường đang có những nỗi niềm khác nhau. Có những người khuyết tật, có những người mất nhà, mất chồng, mất con, những người đang phải gồng gánh để kiếm tiền thuốc thang cho con cái. Tất cả đều đang dựa vào gánh hàng rong, quán cốc tạm bợ để qua ngày. Những tháng ngày mệt nhoài kiếm tiền, mưu sinh, rong ruổi một đời. Điều những người này lo lắng nhất là khi những chiếc xe tự chế này thôi lăn bánh, những quán cốc ngày càng liêu xiêu, thì tương lai của họ, của những người thân họ rồi sẽ đi về đâu? Liên quan đến công tác di dời các hộ nuôi cá lồng bè thuộc khu vực thi công cầu Thống Nhất, lãnh đạo tỉnh ủy Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhiều lần họp giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan khảo sát chọn vị trí thích hợp để thực hiện di dời 20 hộ nuôi cá lồng bè thuộc khu vực thi công cầu Thống Nhất. Theo đó, vị trí di dời tạm nằm trong đoạn sông Cái, khu vực từ cầu Hiệp Hòa đến cù Lao Cỏ. Hôm qua, ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã tiến hành hỗ trợ di dời 2 hộ khu vực làng bè thuộc khu vực thi công cầu Thống Nhất. Dự kiến chậm nhất là giữa tháng 11 này thì sẽ hoàn thành di dời 20 trên 20 hộ ra khỏi khu vực buộc phải di dời. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Thưa quý vị và các bạn, phía sau lưng tôi là cái xà lan đang thực hiện đóng cọc thép xà cừ để mà hỗ trợ 20 hộ dân trong cái khu vực thi công cầu Thống Nhất di dời tạm ra cái khu vực khác để trả mặt bằng cho việc thi công cầu Thống Nhất được diễn ra thuận lợi hơn. Hạng mục thi công cầu Thống Nhất thuộc dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai nên bắt buộc các hộ có bè cá trong phạm vi thi công dự án phải di dời. Qua nhiều lần họp đối thoại lấy ý kiến v.v., người dân chấp thuận di dời làng bè ra khỏi khu vực thi công. Đơn vị thi công hạng mục cầu Thống Nhất cho biết cách đây khoảng một tuần đã thực hiện đóng thép trên sông Cái. Đến nay đơn vị đã hoàn thành khoảng 38 cọc thép tại hai vị trí neo đậu mới và bắt đầu di dời các hộ đầu tiên ra khỏi khu vực thi công dự án. Cơ bản là kết thúc cái việc đóng và hỗ trợ di dời bè cá cho bà con. Mình đã triển khai và đã đóng được cơ bản là xong hết về phần múa cầu Hiệp Hòa, và buổi chiều hôm nay là kết thúc ở cái phía lối cầu An Hảo. Người dân thì cũng đã có sự đồng tình và chuẩn bị cho bước đầu để di dời. Hạng mục cầu Thống Nhất được khởi công xây dựng vào đầu năm nay, đến nay tiến độ chỉ đạt khoảng 15%. Nguyên nhân chính dẫn đến thi công ì ạch là do công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các lồng bè của các hộ dân trong khu vực dự án di dời chậm. Hiện hạng mục cầu Thống Nhất đang thi công cọc khoan nhồi các trụ T4, T5 và T6. Các ngành chức năng liên quan cũng đang tích cực vận động các hộ dân khẩn trương di dời các lồng bè về vị trí tạm để hoàn thành mục tiêu 100% việc di dời trước ngày 15 tháng 11 tới. Mong muốn chỉ đạo quyết liệt và mong muốn người dân chấp hành mọi quy định của nhà nước để bàn giao cái mặt bằng dưới nước cho đơn vị thi công. Trong quá trình thi công, đơn vị cũng mong là hỗ trợ bà con, cùng bà con để di rời một cách nhanh nhất để công trình được triển khai. Nếu cái việc di rời mà cứ dè dà thì rất ảnh hưởng đến cái tiến độ và cái tiến độ thi công của đơn vị.
Dự kiến trong tuần sau sẽ là cao điểm thực hiện di dời các hộ nuôi cá lồng bè, khu vực thi công cầu Thống Nhất. Do đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Đồng Nai cũng rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ các bên liên quan để việc thực hiện di dời diễn ra thuận lợi, an toàn. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra trong tỉnh Đồng Nai. Huyện ủy Thống Nhất mới đây tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch số 200 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện phần mềm sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện, hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Để triển khai thực hiện phần mềm sổ tay điện tử, từ tháng 9 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất đã chọn 4 chi bộ, gồm Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện, chi bộ ấp Hưng Nhân thuộc Đảng bộ xã Hưng Lộc thực hiện thí điểm. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, các xã thị trấn, mỗi đơn vị chọn một chi bộ trường học và một chi bộ ấp khu phố để làm điểm ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt cấp ủy chi bộ. Đồng thời khuyến khích những chi bộ có điều kiện thì thực hiện việc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt cấp ủy chi bộ. Cụm thi đua số 3 Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai gồm Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 2023. Năm 2023, các cấp Hội Cựu chiến binh trong cụm thi đua số 3 đã tích cực chủ động triển khai phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu kịp thời, đạt kết quả tốt. Trong đó, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Phong trào thi đua xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác của các cấp hội, nhất là cơ sở. Tổ chức các hoạt động thăm tặng quà cho hội viên thuộc đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các chỉ tiêu của 3 đơn vị trong cụm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cũng tại thành phố Long Khánh, hôm qua đã diễn ra Đại hội Hội Luật gia thành phố Long Khánh khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Luật gia thành phố Long Khánh có 39 hội viên, gồm những người đã và đang công tác trong các cơ quan đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã như Phòng Tư pháp, Thanh tra, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố. Tại đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Luật gia thành phố Long Khánh đã bầu 7 thành viên vào ban chấp hành. Tại phiên họp lần thứ nhất, ban chấp hành đã bầu ông Lê Văn Hân làm chủ tịch Hội Luật gia thành phố Long Khánh khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, đến nay tại 9 huyện và thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa đều có tổ chức Hội Luật gia. Còn 2 huyện Định Quán và Vĩnh Cửu sẽ tiến hành đại hội vào thời gian tới. Ban Chỉ huy quân sự huyện Trảng Bom hôm qua tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt trung đội tự vệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức, đóng tại xã Quảng Tiến. Trung đội tự vệ gồm 19 chiến sĩ là các cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường, được chia làm 2 tiểu đội. Trung đội có nhiệm vụ vừa công tác vừa tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở nơi đứng chân, phối hợp với các đơn vị quân đội, công an và các lực lượng khác trên địa bàn, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của lực lượng tự vệ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy quân sự huyện Trảng Bom và sự điều hành quản lý của ban giám hiệu nhà trường. Liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, tại thành phố Biên Hòa, nhằm đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều năm qua, các lực lượng như công an các phường, ban chỉ huy quân sự phường đã phối kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn vào ban đêm, dịp cuối tuần. Đều đặn một tháng 10 lần, nếu tháng nào trong cao điểm lễ Tết thì số ngày tuần tra sẽ tăng lên 15 đến 20 lần trên một tháng, vào lúc 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Các thành viên của Ban Chỉ huy quân sự phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa phối hợp với công an phường và đội ngũ dân quân thường trực, dân quân cơ động sẽ tổ chức đi tuần tra khép kín địa bàn. Mô hình tuần tra này đã được triển khai và duy trì hoạt động từ nhiều năm qua, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Từ hơn một năm nay thì đợt lực lượng dân quân này
sẽ làm cho dân ở khu phố rất là ổn định, rất là ngủ an tâm, rất là kỷ luật, không có mất trật tự gì hết. Cô chỉ mong giữ vững được an ninh như vậy là tốt lắm rồi. Tại vì một năm mấy nay là an ninh trật tự của khu phố rất là an toàn. Người dân rất an tâm để có một giấc ngủ ngon. Thì trong 3 tháng cuối năm thì ban chỉ huy quân sự phường tiếp tục phối hợp với công an, ban bảo vệ dân phố tiếp tục tuần tra phòng chống tội phạm, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm để đảm bảo được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để tình hình mất an ninh trật tự cũng như là các đối tượng tội phạm hoạt động trên địa bàn xảy ra. Không riêng phường Trung Dũng, từ trước năm 2020 đến nay, tại phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, 10 cán bộ chiến sĩ thuộc công an phường, ban chỉ huy quân sự phường Hòa Bình và đội ngũ dân quân tự vệ cùng đều đặn tổ chức đi tuần tra vào sau 22 giờ đêm. Với đặc thù là phường nằm ở trung tâm thành phố Biên Hòa, trên địa bàn có chợ, khu dân cư, nhiều nhà trọ tự phát nên thu hút đông đảo người dân từ nơi khác đến lao động, học tập, sinh sống. Các dịch vụ kinh doanh lưu trú như nhà trọ, nhà nghỉ phát triển mạnh. Lợi dụng tình hình đó, nhiều đối tượng xấu và tội phạm đến lưu trú, tạm trú ẩn náu, hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Từ thực tế trên, các hoạt động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm như thế này là rất cần thiết. Thì từ khi mà công tác tuần tra được duy trì, đảm bảo thường xuyên trong suốt hàng đêm, thì tình hình an ninh chính trị của địa bàn tương đối được giữ vững ổn định, không có sự việc nào nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường. Thì nhiệm vụ này luôn được chính quyền địa phương cũng như đảng ủy phường quan tâm và động viên anh em lực lượng tuần tra, và cũng có lực lượng tuần tra cũng có đề xuất với chính quyền địa phương là hỗ trợ thêm các công cụ hỗ trợ và cho kinh phí hỗ trợ thêm cho lực lượng tuần tra cũng như là huấn luyện nhờ cấp trên, nhờ thành phố, tỉnh huấn luyện cho các lực lượng này có những kỹ năng cần thiết để khi gặp tình huống nguy hiểm thì có thể xử lý an toàn. Việc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được công an các xã phường thực hiện nghiêm, vừa phối hợp với các đội nghiệp vụ thực hiện theo lịch tuần tra chung của công an thành phố Biên Hòa, vừa huy động các lực lượng an ninh cơ sở cùng tham gia theo các khung giờ phù hợp với thực tiễn địa phương mình. Từ khi công tác tuần tra ban đêm phòng chống tội phạm đi vào hoạt động, số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật đã được kéo giảm, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Từ đó, người dân cũng phấn khởi, yên tâm hơn. Trên lĩnh vực giáo dục, trong khuôn khổ tháng sinh viên Đại học Lạc Hồng, hôm qua tại trường Đại học Lạc Hồng đã diễn ra Ngày hội Việc làm LHU Job Fair 2023 với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế tài chính, y tế, giáo dục, thực phẩm, v.v. Phát biểu khai mạc ngày hội, lãnh đạo nhà trường cho biết ngày hội mang đến cho các bạn học sinh viên hơn 1.000 cơ hội việc làm, đặc biệt ngoài tuyển dụng việc làm chính thức đối với sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, các doanh nghiệp còn tuyển dụng gần 600 vị trí việc làm bán thời gian và thực tập dành cho sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba. Ngày hội việc làm thực sự là dịp để sinh viên tìm hiểu về thị trường lao động qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai. Em chuẩn bị CV thật là kỹ lưỡng, hôm qua em chuẩn bị rất là tốt. Em mong là hôm nay em sẽ xin được vào một công ty nào đó em mong ước và sẽ cho em cơ hội được vị trí mà em mong ước luôn. Trước cái ngày hội ấy, thì nhà trường đã tổ chức rất là nhiều cái buổi mà tập huấn cho sinh viên để cho sinh viên có cái kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng đàm phán xin việc và cái kỹ năng mà viết những cái CV xin việc cho các bạn để các bạn tập cho mình cái khả năng mà đối đáp với lại doanh nghiệp cũng như là điều những cái mức lương mà phù hợp với năng lực của mình, và sinh viên từ đó sinh viên tự tin hơn trong quá trình mà các bạn tham gia phỏng vấn tại các doanh nghiệp vào cái ngồi việc làm này. Thông qua ngày hội, trường Đại học Lạc Hồng cũng giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đến doanh nghiệp và mong muốn kết nối để chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp để đưa vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cũng trong khuôn khổ ngày hội, nhà trường đã tiến hành ký kết văn bản hợp tác với các doanh nghiệp, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, công ty Trang Sinh Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn ESU 2. Các đơn vị này sẽ đồng hành với nhà trường trong nhiều hoạt động nhằm tạo ra những giá trị bền vững cũng như trang bị cho sinh viên những kỹ năng tốt hơn khi ra trường.
Trong các trường đại học thì cũng các thầy cô và các trường cũng trang bị cho các em cũng rất là nhiều cái kiến thức và kỹ năng. Nhưng mà thiết nghĩ thì có cần thêm những cái buổi ngoại khóa và những cái buổi chia sẻ về kỹ năng của các doanh nghiệp đến trực tiếp tới các bạn sinh viên ở các trường đại học, thì các bạn cảm thấy cái cách thức nó thực tế hơn và các cái nhìn nó toàn diện hơn để sớm hòa nhập vô các cái môi trường lao động từ các doanh nghiệp. Thông qua hoạt động trải nghiệm tại từng gian hàng của doanh nghiệp, sinh viên được tìm hiểu đa dạng cơ hội việc làm. Không chỉ được trao đổi trực tiếp với đại diện của doanh nghiệp, nhiều sinh viên còn tham gia phỏng vấn trực tiếp, nắm bắt ngay cơ hội được tuyển dụng ngay trong ngày hội. Thưa quý khán giả, tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa bệnh tật. Đối với phụ nữ chuẩn bị mang thai và trong giai đoạn thai kỳ, tiêm vaccine càng cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho người mẹ và thai nhi. Khỏe cùng DNRTV sáng nay sẽ đề cập sau đây. Chuẩn bị kết hôn vào cuối năm nay, chị Nguyễn Ngọc Điệp cùng chồng tương lai chủ động tìm hiểu về gói chích ngừa dành cho phụ nữ sắp mang thai, các loại vaccine cần tiêm trước và trong khi mang thai, cũng như tầm quan trọng của việc chích ngừa đối với sức khỏe thai phụ và thai nhi. Nhờ đó mà chị hiểu rõ hơn các mũi tiêm cũng như thời gian mình cần tiêm ngừa trước và trong lúc mang thai. Dạ, em tiêm mũi trước khi mang thai á, là ngừa thủy đậu, là mình vừa bảo vệ cho mẹ lại bảo vệ cho chính em, với lại là an toàn cho sau khi mình sinh em bé, cho em bé được khỏe mạnh á. Phụ nữ trước khi mang thai cần tiêm các vaccine bao gồm như HPV, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, cúm, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm phổi phế cầu. Mình không có tiêm các vaccine sống giảm động lực như sởi, quai bị, rubella, thủy đậu trong thời kỳ mang thai, bởi vì nó sẽ là vaccine sống và là chống trị định. Còn trong thời kỳ mang thai mà mình chưa kịp tiêm ngừa các vaccine như cúm, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B thì mình có thể tiêm trong thai kỳ vì đấy là vaccine bất hoạt và có thể là an toàn trong thai kỳ. Theo các bác sĩ, phụ nữ mang thai sức đề kháng bị suy giảm so với bình thường, rất dễ nhiễm các mầm bệnh. Ngoài tăng cường chế độ dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe, tiêm ngừa dự phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trước và trong khi mang thai là giải pháp hữu hiệu để giúp mẹ bầu tránh bị lây bệnh và giúp trẻ có kháng thể sơ sinh. Bởi nếu mẹ bầu không may mắc bệnh trong thai kỳ, đặc biệt là các bệnh cúm, sởi, quai bị, thủy đậu, rubella thì có thể gây dị tật ở thai nhi. Thai phụ cũng có nguy cơ bị sảy thai, thai lưu, đẻ non. Nếu nhiễm uốn ván sơ sinh, trẻ có nguy cơ tử vong đến 95%. Đối với phụ nữ mà mang thai á, thì bình thường thai nhi đó là một cái vật thể lạ đối với cơ thể, cho nên là cơ thể người mẹ luôn luôn có cái xu hướng là giảm miễn dịch đi để mà chấp nhận một cái cơ thể của em bé như vậy. Nên là cái miễn dịch nó giảm thì cái nguy cơ mắc các bệnh về truyền nhiễm nó sẽ tăng lên. Nên đó là cái lý do mà tại sao chúng ta cần phải chích ngừa đầy đủ các loại vaccine trước khi mang thai. Cũng giống như là để chuẩn bị đầy đủ một cái cơ thể khỏe mạnh nhất để có sức khỏe tốt nhất cho em bé. Chích ngừa đầy đủ cơ thể cho mẹ thì sẽ truyền lại những cái miễn dịch cho em bé trong quá trình mà mang thai và trong những cái tháng đầu tiên để bảo vệ cho em bé. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,6 triệu trẻ sơ sinh không sống qua được tháng đầu tiên của cuộc đời do mắc phải các bệnh nhiễm nguy hiểm như uốn ván, thủy đậu, cúm, rubella. Do đó cần nâng cao tỷ lệ phụ nữ được tiêm ngừa các bệnh truyền nhiễm trước và trong khi mang thai. Mình bầu 5 tháng rưỡi, chích mũi uốn ván mũi 1. Dạ, bác sĩ tư vấn là trước sinh là chích 2 mũi, hôm nay chích mũi 1, tháng sau sẽ chích mũi 2. Đi tiêm đúng giờ, đúng ngày, đúng mũi, đầy đủ để giữ sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Tất cả các loại vaccine hiện nay thì là những cái vaccine mà thế hệ mới và đã được qua nhiều các cái nghiên cứu và các cái thử nghiệm về lâm sàng. Thì các vaccine hiện nay là đều đạt kết quả cao và độ an toàn. Đối với nữ phụ nữ sắp mang thai thì chúng ta nên đi tư vấn đầy đủ để mình biết được là những cái loại vaccine nào mình cần thiết, mình chích, mình trao đổi cụ thể với bác sĩ về những cái bệnh lý mình đang bị, trao đổi với bác sĩ cụ thể về những cái thời gian mà mình có dự định mang thai.
đó là để có một cái hướng tư vấn cụ thể nhất. Hiện nay các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều có dịch vụ tiêm ngừa cho phụ nữ chuẩn bị mang thai. Riêng các thai phụ, trong chương trình tiêm chủng mở rộng, hiện có mũi vaccine phòng bệnh uốn ván là mũi chích miễn phí. Thai phụ có thể đến các trạm y tế địa phương để được tiêm ngừa.